Và để liên tục chương trình, mời tất cả các bạn đến với một tiết mục có sự kết hợp rất độc đáo của các thành viên trong SIU với một học sinh của cơ sở Baxter. Với tiết mục Hát Zombie do bạn Nguyễn Ngọc Khang lớp 12 kết hợp với 4 thành viên của SIU. Xin mời các bạn lên sân khấu. Rất nhiều ạ.